Mấy nói câu nói đó là tôi nhớ. là nói là người của kênh thầy Dao Đồng À, xuống để xác điều minh tra rồi, xác minh lại. xác minh lại có chính xác hay không. Phải hai người này cũng gì? Dạ đúng là hai thằng này nè, còn thằng này cũng là quay phim, thằng này nói chuyện với chị nè, nó biểu là chị coi kênh của em đi là chị biết tụi em Thằng là nhỏ chính đúng nghĩa. không? Thằng nhỏ này nè, mà còn thằng này là nói chuyện khó nghe lắm, Là sao? nó cái cách của nó nói chuyện với mình nó không có kiểu không có tôn trọng này kia. Còn cái Kiểu thằng giang này hồ đó hả? à, còn thằng này thì nói chuyện cũng đàng hoàng, nhưng mà nó nói là nó nêu lý do nó nói xấu thầy, nhưng mà cái cách nó nói chuyện mình nó cũng đàng hoàng. Còn thằng này là thằng này nó nói chuyện là mình không 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 thích. Đây, nghĩa là chị nói là Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm qua ở Bình Dương thì Đồng nhận được cuộc gọi của gia đình bé Vi sống ở chuồng gà, quý cô chú anh chị, cũng như chính quyền địa phương. Thì trong cuộc gọi thì gia đình có chia sẻ có hai thanh niên, hai người em nào đó giả danh là kênh YouTube Thầy Giáo Đồng xuống đây để điều tra xác minh lại hoàn cảnh. Thì Đồng rất là lo sợ liệu hai em đó giả danh Đồng thì có mục đích gì. Vì trước đây quý cô chú anh chị, rất là nhiều hoàn cảnh của Đồng, có một số hoàn cảnh cũng như nhiều kênh anh em YouTube khác đó, khi mà vừa quay xong giúp đỡ được cho hoàn cảnh một số tiền rất lớn thì có nhiều người tới giả danh là kênh YouTube, sau đó thì lừa những hoàn cảnh đó và lấy một số tiền rất là lớn. Vì vậy hôm nay thì Đồng muốn xuống đây để điều tra xác minh rằng hai em đó là người như thế nào và tại sao phải giả mạo kênh YouTube Thầy Giáo Đồng để xuống đây lừa gạt bà ngoại cũng như gia đình bé Vi như vậy. Bây giờ để hiểu rõ hơn câu chuyện, Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Hôm nay thì Đồng ghé thăm nhà bà ngoại của bé Vi trước, quý cô chú anh chị. Thì đây là cái tủ mà trước đây bé Vi với mẹ hay bán vé số này. Thì bữa giờ do trời mưa nên cái tủ này đầy lại, quý cô chú anh chị. Con chào ông. Chào bà ngoại nhé. Chào chị Sáu. Chào Vi, Vi chào ông bà cô bác được không? Chào thầy bà Vi, ông bà cô bác ạ. Dạ. Dạ con chào bà ngoại nhé. Cho con gắn cái mic trò chuyện bà ngoại xíu. Giới thiệu với quý cô chú anh chị thì phía bên đây là bà ngoại của bé Tường Vi. Bên đây thì ông ngoại thì bị tai biến từ lâu rồi quý cô chú anh chị, giờ không còn khả năng lao động nữa. Và bên đây thì là dì Sáu và đây là bé Tường Vi. Thì bà ngoại ơi, hôm qua con đang ở Bình Dương á, thì con nhận được cuộc gọi từ gia đình bé Tường Vi với là cái chỗ anh trưởng ấp á, thì báo là có hai thanh niên nào đó tự xưng là người của kênh YouTube Thầy Giáo Đồng xuống đây để điều tra xác minh. Thì hôm nay thì con muốn xuống đây để tìm hiểu câu chuyện cũng như làm rõ. Tại vì trước đây cũng rất là nhiều anh em YouTube trước đây đã từng bị mắc phải, đó là khi mà giúp đỡ cho một hoàn cảnh nào đó thì khi giúp đỡ một số tiền rất là lớn xong thì có một số kênh hoặc là có một số người, thì con không biết làm kênh hay không, nhưng mà tới sau giả mạo những cái kênh đã giúp rồi người của kênh đó và lừa đi lấy đi số tiền. Ví dụ như là ví dụ giả mạo con đi xuống nói là người của thầy Giáo Đồng, giờ thầy Giáo Đồng kêu là đưa mấy chục triệu đi mua vật tư chẳng hạn, thì sẽ nhân những hoàn cảnh sẽ tin liền và mất tiền. Thì trước khi trò chuyện thì bà ngoại có thể giới thiệu cho con với ông bà cô bác biết được bà ngoại tên gì không bà ngoại? Thằng chị Thẩm là sao giờ hết biết, không mệt quá hết nhớ luôn. À giờ thì bà ngoại còn nhớ câu chuyện mà hai thanh niên nó xuống đây không? Có, xuống thì nhớ, mà giờ nó lòng vòng nó quên bị gì, cái kiểu như nó xuống nó quay là nó lính cứu thầy Đồng xuống lặng mà quay cho chính chính thức vậy đó. Chính xác. Chính rồi, xác. Ấy lợi. À ấy lợi rồi tôi mới hỏi là hai cậu có chửi, có đuổi, có hâm quýnh đồ này kia không? Tôi không có. Cái gì cũng có. Rồi cái hỏi để nổi hỏi cái thùng đó có xô có đẩy không? Có. Là thùng bán vé số trước ha. Thùng bán vé số đó đó. Đánh mà đánh. Cho con hỏi là hai người đó là vào đây thì là giới thiệu với bà ngoại là hai người đó là như thế nào? Là lính của thầy Đồng. Con là đi ừ. Của thầy Giáo Đồng. Mà mượn nói lộn quên mà liệu nhưng mấy nói câu nói đó là tôi nhớ. Là nói là người của kênh Thầy Giáo Đồng. Xuống để điều tra xác minh lại. Xác minh lại có chính xác hay không? Dạ. Nói vậy là tôi nói chị thầy Đồng thì nói chính xác rồi bị gì á.
có làm sao thì tôi nói vậy. Giả thể như hai cậu nó là nhậu rồi cũng chửi mắng đuổi đi không cho ở, rồi hâm quýnh hâm đập mà nhưng không có đập, hâm vậy thôi đó. Rồi cái nó hỏi hoài, tôi nói giờ tôi mệt quá rồi, nói mà nói hoài không được. Cái nó nói em nói giờ lên nhà, nhà của chị Nga mà không biết đường ha. Cái rồi nạo ngay bên đây người ta mới nói kể đâu là đi làm gì, cũng như là nói lính của là nó đồng hay gì đó, rồi người ta mới dẫn đường. Cái dẫn nó không cho vô nhà à. Nó không có cho dẫn lại nhà, nó mới nói là thôi tới đây là được rồi. À, con hỏi cô tới đây là được rồi, để bây giờ con đi qua bên ở đâu, ở đây ở đâu là rút tiền. Cái chỉ ở bên cơm á, cái rồi mới đi qua bển một vòng một hồi cũng lâu, con nó mới trở về đây là tối rồi. Hai ông cố này chắc gì đây, cái vô cũng ngồi đó, cái nó xin bây giờ cô bà ơi, bà cho con xin quay bà một lần nữa, đặng quà có đôi lời bà nói với con thêm. Tôi nói bây giờ tôi mệt gần chết rồi nè, không có đôi lời nào nữa hết. Còn hả muốn thì ủy ban nó cũng ở sát đây nè, chứ không có xa. Rồi cái thì tự nhiên tôi nói tôi tim rồi nó bỏ ra đi thôi. Nói ủy ban cái bò chạy luôn. Đi, thì tôi nghi là tôi nói ổng chắc hai ông cố này lừa gạt, nghe nó có vụ lừa gạt, ổng lừa đảo đây nè. Đặng ổng nói người ta đặng lấy tiền người ta. Chứ không có bị mình nghèo mà đặt tiền đâu mà lấy. Đó, mới nói chắc vậy. Là em nghĩ là hai em đó đã tìm hiểu được và xem được những thước phim. Em đã công bố số tiền giúp cho bé Vi là hơn 400 triệu. Đó, thì như vậy đó, rồi nó mới nói là chắc nhiều rồi, nó tính lường là lừa đảo, rồi nó lấy hay sao mình không biết. Rồi là khi mà bà nói là giờ có chính quyền ở đây, nói nữa là mời chính quyền lại, là sợ là, quá, sợ là... khi đó thấy bà, hai em đó sợ không? Sợ mặt láo liệu lịa, tôi nghi, tôi nói người ta đi que chính xác mà, người ta đâu có là cái giọng mà vậy, đi ra đi vô hoài. Giờ mà con đưa hình hai người đó ra thì bà ngoại nhận ra không? Ra. Rồi con cho bà ngoại xem cái hình để xác minh á, đúng hai người mà trước đây bữa giờ đồng tiền không có xen vào câu chuyện của hai em, nhưng mà hôm nay hai em đã tới hoàn cảnh của Đồng và tự mạo danh là kênh của Đồng, không biết vì mục đích gì, do vậy thì hôm nay Đồng phải buộc phải xen vào. Quý cô chú anh chị, trước đây thì em đó làm rất là nhiều video cứ moi móc những hoàn cảnh Đồng đã từng giúp đỡ, thì Đồng không biết để mục đích để làm gì, và sau lưng hai em đó thì có một người tự xưng là mạnh thường quân ở Mỹ đó, nhưng mà Đồng khẳng định chắc chắn không phải là mạnh thường quân ở Mỹ mà là một người của trong nhóm đó thôi. Thì bây giờ thì Đồng sẽ cho bà ngoại xem đúng hai cái em này hay không. Nếu đúng hai cái em này là những quý cô chú anh chị sẽ nhìn ra được cái kênh nào luôn. Giờ bà ngoại mà nhìn hình là nhìn ra luôn ha. Nhìn là biết, thấy mặt là biết liền mà. Đây, Đồng sẽ cho bà ngoại xem cái hình của hai em này, xem bà ngoại có nhận ra đúng là hai cái em mà tới đây mạo danh là kênh của Đồng để mục đích gì thì Đồng không biết, nhưng mà Đồng sợ mục đích là liên quan đến những cái số tiền mà Đồng đã trao cho gia đình nhá. Đây bà ngoại cứ nhìn cho kỹ vô nhá. Đây là hai ông này nè, ông này là nhỏ, ông đứng ông nói nè, còn cái ông này là quay mà quay ngồi xa ra nè. Ông này nè, ông này là ngồi ngoài, còn cái ông này thì đứng nói hỏi mình hoài nè. Ông nào là ông nói? Thằng quỷ nhỏ này nè. Là ông nói. Ông nói, ông đứng như chú bà đứng hỏi ngày nói còn, nãy giờ. Còn thằng này thì nó quay nó cầm cái mà không có cái đồ quay vậy, cái điện thoại cầm lên vậy không. À, là chính xác là hai người này. Bà khẳng định lại một lần nữa cho con đến đúng hai người này không? Đúng, chính xác luôn mà. Cái thằng quỷ này nó đứng nó nói nè. Còn cái ông này ông ngồi mà ông bịt chịch nè. Thấy ôi, nhìn hai sao, mắt. Sao đi quay hoàn cảnh mà lại phải bịt kín như vậy? Có mục đích gì? Phải che giấu hay sao? Thì bởi vậy rồi nó sợ rồi nó đi luôn mẹ rồi. Quý cô chú anh chị này, bà vừa xác minh này là đúng là hai em này này. Đấy, quý cô chú anh chị không biết có nhìn rõ hay không. Đó, không phải Đồng đặt chuyện đâu. Mà cái này là bà đã xác minh là đúng hai người này đúng, đúng bà hết. Đúng, hai ông đó, hai ông cố đó. Rồi, sau khi mà bà nói là để kêu chính quyền cái là bà sợ quá bỏ chạy luôn. Bỏ đi. Nếu mà chính nghĩa thì sao phải sợ chính quyền? Bởi vậy tôi nói hai ông này ăn tôi bằng lừa đảo của người ta. Mà vô quay là mắt láo lia láo lắm. Tôi nói nhà này mạt thấy mẹ có gì đâu mà lừa đảo. Chứ tôi không biết là nó lừa đảo bên kia. Ông nội, có ông nội đây nữa. Ông ngoại con xin lỗi. Có ông ngoại đây luôn. Ông ngoại bữa đó thì có thấy hai người này không? Đây. Đúng rồi. Nhìn mặt là dễ biết rồi. Rồi biết rồi, nhớ rồi. Hai ông hiện giờ đi coi đâu, tôi cũng không nhớ, không quên. Dạ.
Đúng rồi. Là đúng hai người này ông ngoại hả? Đúng hai người đó luôn. Dạ, ông ngoại ơi thì cho con hỏi là trước đây thì bé Vi có chia sẻ là bé Vi thì sống ở đây cùng ông ngoại với bán vé số. Thì hôm nay thì bữa hôm thì bà ngoại có chia sẻ đó. Thì ông ngoại có thể chia sẻ cho con có phải mấy người cậu là đuổi hai bé như vậy không? Đúng. Là sao ông ngoại có thể nhậu vô rồi là đó vậy đó. Nó không cho bán số. À, không cho bán. Không. Rồi có đuổi ra khỏi nhà không? Có. Là có ha, điều đó là có ông ngoại. Có. Ha? Dạ. Là ông ngoại là xác nhận xác minh là đúng hai người này đúng. Ha. Đúng. Dạ. Hợp lệ rồi. Dạ con cảm ơn ông ngoại nhé. Rồi sau khi mà hai em đó sợ ở đây bà ngoại nói chính quyền thì sợ quá. Thì hình như có tìm vô nhà bé Vi mà rất là xui cho hai em đó. Là tìm vô chưa tìm được nhà bé Vi thì vô tình gặp người dì ở ngoài đường và hỏi trúng ngay người dì. Thì người dì có thể chia sẻ gì? Chị cứ chia sẻ từ đầu đến cuối đi. Dạ. Ủa gặp ở giữa đường là cỡ 200 mét nữa là tới nhà. Là khoảng khi đó khoảng mấy giờ? Cỡ 5 giờ mấy rồi. Trời ơi đi giúp hoàn cảnh gì mà đi đêm không vậy? Hơn 5 giờ rưỡi rồi đó. Cái nó hỏi đường cái chị mới nói là ủa nhìn hai cái mặt của em thấy quen quá vậy? Giống hai thằng lừa đảo mà lừa đảo nó xấu kênh thầy Đồng đây mà. Cái nó nói là chị ơi chị chưa có coi kênh em, chị chưa có biết đâu. Kênh của em là chính nghĩa. Chị không có biết thầy Đồng xấu như sao đâu. Đó cho em ngắt lời. Thấy không? Chưa gặp chị, chưa biết gì đã đầu đã nói xấu em trước rồi. Dạ đúng dạ, chị có chia sẻ tiếp đấy. Cái nói là chị biết cái hoàn cảnh của bé My hay là bé My à. Bé My đúng dạ. Rồi. Ổng nhiều, ổng dùi dập người ta, ổng hứa giúp đỡ người ta mà ổng dùi dập người ta, ổng không giúp đỡ người ta. Ổng nói như vậy á là ổng bỏ bao nhiêu hoàn cảnh nghèo tụi dạ. Em làm chính nghĩa, tụi em đi kiếm những cho hoàn cảnh. Cho em ngắt xíu. Hoàn cảnh của bé My ở cầu Cần Thơ thì nếu mà quý cô chú anh chị xem video thì rất là rõ là hoàn cảnh bé My thì Đồng đi xác minh thì Đồng khi đó rất là tế nhị, Đồng chỉ nói là bé My mang trong mình một căn bệnh xã hội thôi, chứ Đồng không nói gì hết. Đồng khuyên cha mẹ là cùng Đồng đưa bé My đi bệnh viện điều trị, nhưng khi đó thì cha mẹ không đồng ý. Cha mẹ không đồng ý cho bé My cùng Đồng với gia đình đi điều trị. Tại mục đích con gặp cô vậy á, để hiểu rõ hơn về căn bệnh của chị My và muốn giúp cô chú vậy đó. Có chữa trị được cho chị My gì thì con giúp hết sức á, để con kết nối với quý mạnh thường quân, quý cô chú chị á. Mỗi người chung tay một ít vậy thì để ra giúp cho gia đình cô vậy thôi. Dạ, vậy cảm ơn. Ý là cô giờ có hướng đưa chị My đi chữa bệnh không? Để con biết đường con nói với Mạnh Thường Quân á. Giờ nó không chịu đi để gì nào không hỏi nó coi thằng hả chứ giờ không đi đâu. Hỏi nó coi. Vậy là nếu mà được á thì sau khi kết thúc video này thì cô có thể cho con xin số điện thoại của cô được không? Khi nào mà My đồng ý thì con xuống con tài trợ cô với Mạnh Thường Quân đó để giúp đỡ cô đưa chị My đi khám chị. Đó chừng nào hỏi nói rồi đi rồi dạ. Cho hay chứ giờ chưa có đi được đâu. Dạ. Thôi đi viện nha. Dạ con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nhé. Rồi. Hy vọng con hy vọng biết cô biết con hy vọng điều gì không? Một ngày nào đó sớm gặp lại cô và chữa trị cho chị My hết bệnh. Và khi đó chị My về với cô chú. Dạ. Con chào cô. Rồi cảm ơn nha. Sau khoảng một thời gian khoảng một tháng sau thì Đồng hay tin là bé My bị mất. Thì khi đó người em kênh YouTube thì có báo cho Đồng rằng là anh Đồng ơi chị My mất rồi mà hiện tại không có tiền mua quan tài, không có tiền để chôn cất. Thì khi đó em nghe tin thì em chạy từ Bình Dương xuống là em trữ tích 10 triệu tiền túi. Khi đó là chưa có quý nha quý cô chú chị, khi đó là chưa có ông bà cô bác nào giúp hết. Thì Đồng tự trích 10 triệu tiền túi để đưa cho mẹ của chị My để mua quan tài cũng như lo tang lễ chị. Thì con cũng giống như không có nhiều cô chú, chỉ góp một phần nào đó tấm lòng của con cái tấm lòng. Vì là cũng mừng lắm rồi. Dạ. Mừng. Cái số tiền này là giống như là tấm lòng của con vậy đó, để cô chú có thể con có thể góp một phần sức của mình trong việc xây ngôi mộ cho chị My, nơi an nghỉ cho chị My cho cô. Gửi cô. Rồi, cảm ơn luôn nha. Và sau khi Đồng đăng tải video lên thì được quý ông bà cô bác gửi về và giúp đỡ tiếp là 30 mấy triệu nữa để xây mộ. Là khi đó tổng trao là Đồng trao cho gia đình là 40 mấy triệu, là 10 triệu Đồng trích với lại 30 mấy triệu mà nhà hảo tâm giúp. Thì Đồng cũng xuống khi đó thì gia đình cũng rất là biết ơn tổng quý cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân.
nhờ con gửi cho gia đình mình là 33.250.000 đồng. Rồi ý là em nói đó với vấn đề đó, em nói là chị hiểu ha. Dạ. Dạ chị cứ nói tiếp đi. Rồi cái nó mới nói đó, nó nói câu là em đi thực tế người ta giờ người ta có ở chuồng heo hay chuồng gà gì á thì động cũng không được xúc phạm người ta vậy. Cái chị mới nói là ủa thầy nói như vậy là đúng với sự thật sao là thầy phải nói y như vậy mới đúng chứ em đâu có nói thầy vậy được. Cái nó mới nói chị á là fan của ông thầy nên binh ổng. Cái chị nói chị là kìa không có binh gì hết. Chị thấy ai làm chính nghĩa là mình thấy là mình quý người đó. Ổng em thấy không, ổng đi lo cho người nghèo từng chút luôn, ổng không quan tâm từng chút. Còn em sao mà em muốn đi làm kênh á thì em làm kênh của em đi, em phá ổng chi. Cái nó mới nói với chị á, nó nói không á, chị theo dõi kênh của em đi là chị biết kênh của em á là bên chính nghĩa, em phải vạch mặt những cái việc xấu của thầy Đồng. Cái chị có hỏi tại sao kênh thầy Đồng mà lại đi nói xấu thầy Đồng không? Hồi đó là nó chưa có nói chị là nói là kênh thầy Đồng. Cái nó mới nói là em mới là em muốn đi thực tế lại cái kênh của thầy Đồng. Em đi thực tế lại hết coi đúng sự thật như vậy không. Cái chị mới nói là ở đây á cả chính quyền người ta cũng biết là đúng hay không nữa, thôi thì em giờ em muốn đi không, em đi vô nhà con bé Vi á, chị dẫn cho em vô luôn, là sẵn là chị mời công an xã với tổ tưởng á là lợi là em muốn nêu cái lý do gì thì em nêu. Cái nó không dám, nó đâu á em mới đi dưới nhà bé Vi lên đó chị. Cái chị mới nói ủa nhà bé Vi là ở khúc nào em chỉ chị, tại vì chị ở gần đó em đi dối đó. Dạ. Cái nó nói bây giờ đường này em không biết sao chỉ nữa. Cái chị mới kêu thôi giờ hai em đi theo chị đi, hai em theo chị là sẵn lại đó là mình mời chính quyền á với tổ trưởng tổ ấp ở đây thôi, lại ví dụ em muốn nêu cái lý do gì bên thầy Đồng á thì em cứ nêu lý do lên. Cái nó nói không á, bây giờ em đi về dưới lên rồi bây giờ em về. Mà thực chất đã vào nhà bé Vi chưa? Chưa. Cái là nó rất là xui cho hai em, đó là hai em lại muốn moi móc mà lại hỏi ngay trúng người gì của bé đang đứng ngoài đường á, cứ nghĩ là người hàng xóm hay gì thôi. Cái chị mới nói không á, hai cưng rồi chị nhìn chị thấy rồi, hai cưng lừa đảo trên YouTube mà hỏi ai nói cho chị biết là hai đứa em là lừa đảo. Trời ơi, chị có điện thoại mà chị lướt lên là chị biết cưng ông thầy Đồng đi làm việc tốt ở đâu là tụi cưng phá ở đó. Cái nó mới nói chị là tụi em á là làm gì chính nghĩa không, mà chị có biết tường hoàn cảnh của bé Mi sao mà ông thầy Đồng dường dặn chị không? Bé Mi thì vừa nêu đó ha. Dạ. Chính nghĩa sao lại phải đi lén lút như vậy, mà sao phải cứ đi chập vàng tối như vậy? Chính nghĩa thì đi như ban ngày như em nè, tới thì mở hết khẩu trang ra cùng trò chuyện. Và trò chuyện nếu mà gia đình mà nói mời chính quyền mình lại mừng hơn nữa, vì có chứng quyền xác minh đúng không chị? Dạ. Nó còn nói với chị nữa không á, em nhắn gửi chị á, chị cứ nhắn tin ông thầy Đồng á, chị nói ổng á là phải sao kê cho rõ ràng. Cái chị mới nói là người ta chỉ gửi, Mạnh Thường Quân gửi cho ông thầy 100.000, ổng vẫn nêu tên, ổng đọc lên rõ ràng như vậy. Mà người ta làm từ thiện mà em môi móc sao kê gì, người ta làm từ thiện là cái tâm của người ta đã có cái lòng từ thiện như vậy rồi, người ta có giấu giếm gì đâu mà em phải sao kê. Cái nó tụi em làm việc đàng hoàng đi, tụi em mà kêu bằng gian xảo mà lừa gạt người ta. Có chị coi điện thoại, chị nói vậy, chị coi điện thoại mà chị thấy mặt tụi em là ở ngoài đời, chị muốn đập vô cái mặt tụi em á, chị nói thẳng nó vậy luôn á. Cái đó, dạ chị cứ nói tiếp. Cái nó không, chị ơi, chị, tội nghiệp tụi em á là chính nghĩa mà sao chị không coi, chị không theo dõi kênh của tụi em mà chị đâu có biết. Thấy không, tôi thấy ông thầy Đồng rất là tốt. Chứ mấy cậu ở không thì người ta đi làm theo kênh giống thầy không, Đồng vậy đó. Giờ thì hôm nay thì em chỉ mong là dì với bà ngoại chia sẻ sự thật thôi. Dạ. Đừng có vì em giúp đỡ cho bé Vi mà nói tốt về em, chị cứ chia sẻ thật đi không sao. Thì bữa chị đó cứ là, nhìn lên đây chị nói bữa đi. Đó là đứng ở đó là không biết là nó có ghi âm hay không là chị không biết nha. Nhưng mà chị nói y như vậy đó. Chị nói bây giờ hai em có đi theo chị không? Đi theo chị dẫn lại tới nhà luôn, là chị mời chính quyền với công an lại cho hai em nêu cái lý do mà hô ông thầy Đồng lừa gạt này kia. Thì em cứ nêu lý do đó với chính quyền. Cái nó không dám. Nó không dám. Cái thằng mà quay phim á, cái thằng quay phim nó nói thôi về, tụi em mới ở dưới lên rồi, giờ tụi em về. Đấy là nói xạo không? Mà đã vô nhà bé Vi cho con. Hai anh chủ đó vô nhà con chưa? Dạ chưa. Đó, nói dối mà bị bắt rồi đó. Dạ. Nói dối mà trúng ngay người gì của chị, bạn. Chị chạy một khúc rồi mà chị còn quay lại, chị biểu giờ đi theo chị đi, chị dẫn lại cho để chậm mấy tụi em không biết nhà đâu. Mà không dám đi. Nó sợ không chị? Nó sợ. Nó sợ mình nói là lợi. Nhắc đến chính quyền là sợ liền. Đúng rồi, tại vì
tưởng ấp là gần đó luôn, chị nói là đi lợi đi sẵn tưởng ấp người ta lợi á, là với công an đồ người ta lợi á, thì em nêu lý do cái nó không dám gì nữa hết, cái bỏ đi luôn á. Rất tiếc hai em là cái hoàn cảnh của bé Vi là đúng sự thật, với lại khi mà Đồng xuống giúp đỡ thì Đồng đã thông qua chính quyền trưởng ấp với tổ trưởng rồi. Thì bữa đó chị có báo cho trưởng ấp biết không? Ngày hôm qua trưởng ấp cũng có lợi, trưởng ấp lợi nói đâu á, chừng nào mà con thấy hai thằng lừa đảo đó vô á thì con điện cậu lợi, là cậu kêu dân phòng đồ lợi là giải quyết cho phá lối vậy đó. Thứ nhất là Đồng có thể lập vi bản kiện hai em này tội mạo danh kênh Đồng đi lừa gạt người nghèo. À quên nữa chứ, nãy giờ trò chuyện thì bà thì đã nhìn hình và xác minh đúng rồi. Là Đồng vẫn đưa cái hình này cho quý cô chú anh chị, cho dì xem, anh camera cứ đứng nguyên đi. Phải hai người này không dì? Dạ, đúng là hai thằng này nè, còn thằng này cũng là quay phim, thằng này nói chuyện với chị nè. Nó biểu là chị coi kênh của em đi là chị biết tụi em là chính nghĩa, thằng nhỏ này nè. Mà còn thằng này là nói chuyện khó nghe lắm. Là sao? Nó, cái cách của nó nói chuyện với mình nó không có kiểu không có tôn trọng này kia. Còn kiểu cái thằng giang này, hồ đó à, còn thằng này thì nói chuyện cũng đàng hoàng, nhưng mà nó nói là nó nêu lý do nó nói xấu thầy, nhưng mà cái cách nó nói chuyện mình nó cũng đàng hoàng. Còn thằng này là thằng này nó nói chuyện là mình không thích. Đây nghĩa là chị nói là cái ông nhỏ bên này là trò chuyện với chị thì nói chuyện cũng đàng hoàng, còn ông bên này là caramel thì nói chuyện giang hồ. Ông đó đó, ông đó nói chuyện ra khó nghe lắm. Dạ đó, thì bản chất sao thì tự câu chuyện tự hiểu. Rất là xui cho hai em, đó là hai em vô nhà bé Vi mà lại gặp ngay chính người dì. Hai em cứ nghĩ là hàng xóm, thì hai em bắt đầu là sẽ tiêm thuốc xấu về thầy giáo Đồng vô cho người chuẩn bị phỏng vấn. Mà khi đó là chưa nói về gì về câu chuyện hết, là tiêm vô trước chị ha, nói trước, nói xấu trước. Nó mới đầu á là nó nói vậy nè. Nó nói là em biết dân miền Tây của chị là chất phác thiệt thà, ông thầy Đồng xuống đây thì nói y như là rót vào đầu những cái lời mà ngon rồi hay là đẹp á, nên là bà con lối xóm người ta tin chứ chất phác người ta nói sao tin vậy. Cái chị mới nói lại là trời ơi tụi em ơi, tụi em là em đừng có đi lừa đảo nữa. Trời ơi, đó ông thầy Đồng ông làm việc tốt, ông biết xây biết bao nhiêu cái nhà cho người ta được cái nhà ở, mà tụi em phá nó cuộc liếc người ta không có nhà người ta ở luôn. Cái chị nói vậy, cái ông nó mới nói tụi em xuống xác minh thôi á, phải xác minh mà ông lấy tiền lại. Ông lấy tiền lại hay gì? Cái không? Ông đã giúp. Thứ nhất là hai em không có quyền hạn gì đây để xác minh hết, hai em đâu phải là công an hay là bên điều tra gì đâu mà hai em có quyền xác minh. Trong khi đó họ gia đình mình có gọi điện nhờ hai em đó xuống quay không chị? Dạ không. Bà ngoại có nhờ không bà ngoại? Đâu có. Không có nhờ đúng không? Bà xuống bắt tử có biết đâu. À đó là tự xuống ha, tự xuống thì xác minh điều tra như công an vậy đó. Dạ. Nó còn nói với chị ấy là để đi chồm sớm hỏi coi đúng sự thật không. Cái chị mới kêu là giờ em la ngoài xã em hỏi thử coi có đúng sự thật không thôi. Thế em khỏi cần đi hỏi từng hàng xóm nữa. Dạ thì em cũng nghe chia sẻ của một số bà con đây thì cái thời điểm mà cậu có nhậu vào có làm như vậy với hai mẹ con nhiều lần thì công an cũng tới đây rồi đúng chị? Cái nào mà có mình nói chứ không có sao đâu. Cái đó mình giờ thấy như có thì mình nói ra chứ cũng đâu có cái gì. Đâu có cái gì mà mình hại con mình hả, nó nhậu vô rồi thì nó phải vậy. Rồi nó chửi, nó đuổi tôi, còn nghe tôi còn sợ mà. Dạ. Đó. Rồi giờ nãy giờ thì dì trò chuyện với bé Tường Vi thì bé Tường Vi có thể cho thầy với quý ông bà cô bác biết được là hôm qua hai người mà hồi nãy đến giờ con coi cũng thấy hình đúng không? Dạ. Rồi có vô nhà con không? Dạ không có vô, tại vì con ở trong đó con đợi mà không thấy chú đó vô. À vậy sao lại nói với dì xấu là vô nhà rồi, xác minh xong rồi? Con cũng không biết. À. Tại vì nghe dì xấu nói là đi vô đi là dì xấu mời công an với tưởng ấp đồ lại á, rồi sẵn là nêu lên lý do luôn. Rồi cái nó nói là nó vô rồi á. Nó nói vậy thôi chứ lại chưa có vô. Hiện tại thì Đồng cũng gửi hình ảnh cho anh trưởng ấp rồi. Anh nói là thầy yên tâm để báo cáo với dân quân, với lực lượng an ninh ở đó. Hai em này mà xuống một lần nữa mà giả danh thầy như vậy thì sẽ bắt về trụ sở để làm việc. Dạ. Thì ngày hôm qua trưởng ấp cũng có lợi. Trưởng ấp cũng có lợi là khi nào mà có hai cái người đó vô á là điện người ta lợi, người ta đưa dân phòng lợi là người ta mời về, người ta hỏi làm gì đi phá rối vậy đó. Dạ.
Nói chung thì em không hiểu là hai em đó làm như vậy để cái lợi ích như thế nào, nhưng mà chưa thấy lợi ích mà thấy hại người nghèo đó. Dạ. Ví dụ như làm như vậy thì nhiều ông bà cô bác mà mới xem câu chuyện thì không hiểu á, cứ nghĩ xấu về cái như những cái hoàn cảnh là do mình sắp đặt, nhưng mà sự thật là sống như vậy. Thì cái thằng đó nó còn nói với chị, nó nói là bây giờ cho dù người ta có ở chuồng heo hay chuồng gà gì cũng không được nói người ta như vậy. Ủa, sự thật sống vậy thì sao không nói được? Nó nói là nói như vậy kêu bằng ấy vinh dự của ấy, cái gì ấy vinh dự gì của người ta, nói vậy là không được. Ví dụ như Vi mà con mà thực tế con sống chuồng gà, mà khi thầy chia sẻ câu chuyện của con lên như vậy thì con có xấu hổ không? Dạ không, tại vì đó là đúng sự thật. Chị còn nói lại với nó, ủa thầy Đồng ông nói miễn đúng sự thật cái hoàn cảnh của người ta chứ tại sao em không cho nói như vậy. Cái nó nói như vậy là rất là nặng, nó nói vậy đó. Thì sống chuồng gà thì để là sống chuồng gà, mà dạ. Sống chuồng heo, ví dụ như ba mẹ con sống ở chuồng heo thì là sống ở chuồng heo. Và quý cô chú anh chị, ít hôm nữa thì Đồng sẽ xuống ba mẹ con chuồng heo, Đồng sẽ có cái minh chứng để xác minh rằng là ba mẹ con đó sống đó từ rất là lâu rồi, chứ không phải từ lúc Đồng mới quay đâu. Quý cô chú anh chị hãy xem những video thước phim những thời gian vừa qua thì Đồng không phản biện lại hai em, tại vì Đồng cứ nghĩ là thôi việc mình làm, giúp được ai thì mình giúp. Nhưng mà hai em hôm nay làm quá thì em phải lên, đó là giả mạo kênh em luôn, để xuống đây giống như là điều tra xác minh gì đó. Thì Đồng sợ hai em có lừa người dân ở đây hay không, những hoàn cảnh khó khăn hay không. Tại vì hoàn cảnh nào Đồng cũng được quý ông bà cô bác thương yêu và giúp đỡ số tiền rất là lớn á. Ví dụ như xuống nói giờ là con là kênh gặp gì đi, gặp Vi đi, nói giờ con là lính của thầy Đồng, kênh thầy Đồng, giờ dì đưa đây 40-50 triệu đi mua vật tư thì giờ dì tin liền đúng gì. Thì nói kênh thầy Đồng, mà kênh thầy Đồng giúp đỡ mà, thì nói rồi cái người ta nghe lời rồi. Rất là nguy hiểm cho những hoàn cảnh á. Yeah. Ví dụ như hai em mà giúp đỡ thì gì công nhận không? Còn rất là nhiều hoàn cảnh để giúp. Yeah. Ví dụ như Vi đi, Vi mà giờ mà hai chú đó nói xuống quay để giúp đỡ con thì con sẽ nhường cho hoàn cảnh khác hay là con cần giúp đỡ nữa? Dạ, con sẽ nhường cho hoàn cảnh khác, tại vì con thấy thầy Đồng giúp cũng là quá đủ rồi. Đó, đến một đứa bé mà còn bé nhỏ tuổi mà còn nói được những lời như vậy mà hai em lại cứ tiếp tục vô tìm những hoàn cảnh của Đồng mà quay. Theo dì Sáu thì nếu mà hai em đó thì dì Sáu cảm nhận là những người như thế nào? Chị thấy là làm vậy là không có tốt đó. Chị nói là ông thầy Đồng á, ông giúp đỡ hoàn cảnh nào rồi thì tụi em đi kiếm cái hoàn cảnh khác cực khổ như vậy tụi em giúp. Chứ tụi em mà đi giúp vô cái kênh của thầy Đồng, hoàn cảnh của thầy Đồng chi. Cái nó nói là em đi y là nó môi móc mà những cái mà không có mà thầy nói có, nói vậy đó. Cái chị mới nói là ông thầy Đồng á, trước khi ông quay lên đó là cái hoàn cảnh đó đúng sao ông mới quay như vậy. Rồi cái nó nói là, bắt đầu nó mới nói chị cái câu là không được nói người ta ở chuồng gà hay chuồng heo đó. Ủa thì quý cô chú anh chị, sống ở chuồng gà không lẽ nó lại nói sống ở nhà lầu. Dạ, mà vậy. Sống ở nhà lầu không lẽ lại nói là sống ở chuồng gà thì sao được. Thì khi mà em quay á, sống ở đâu thì em nói sống ở đó. Thực tế là Vi sống ở chuồng gà đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Thì Vi còn chia sẻ là có chỗ ở là may mắn rồi, thì sống ở đâu cũng được đúng không? Chứ đâu phải là đồng dừng chuyện đâu. Nếu mà hai em muốn xác minh á, thì có thể cùng anh này xuống gặp dì này, bà ngoại này, bé Vi này, rồi ra chính quyền, ra ấp, ra công an. Chị có sẵn sàng ra không chị? Dạ. Ví dụ có xuống chứng minh là ấp người ta cũng lợi tại nhà mà người ta phối hợp với nhau mà chứng minh nữa. Mà kêu gặp trưởng ấp thì bỏ chạy. Kêu chị nói ôi vô đi, sẵn vô đây đi. Chị kêu á chủ nhà ta mời trưởng ấp với công an rồi lợi cho hai em nêu cái lý do ra, cái lý do gì đó. Cái nó thôi em xuống rồi giờ em về. Mà có xuống đâu? Đâu có xuống. Bé Vi hồi nãy nói đâu có xuống đâu, chứng tỏ nói dối thấy không? Dạ. Nói dối mà gặp ngay người dì của bé luôn. Hai em đi moi móc, hai em không coi video của anh. Hai em coi người dì đã từng xuất hiện trên video rồi. Người dì đã từng khóc cho hoàn cảnh của bé Vi rồi. Mà hai em không coi. Rồi hai em hỏi ngay tính moi móc những cái gì đó mà hỏi ngay trúng người dì luôn. Cũng không ngờ là dì luôn á. Hồi mà chị gặp là chị nói thẳng luôn, ủa hai giống hai thằng lừa đảo kênh môi móc của thầy Đồng với người ta. Chị nói vậy với nó luôn á. Cái nó nói ủa chị ơi, tụi em làm bên chính nghĩa thiện nguyện gì đó, làm việc tốt. Dạ quý cô chú chị mà thiện nguyện hay không là vào xem cái kênh là biết. Dạ.
vào xem cái kênh, xem những cái công việc họ làm như thế nào là biết. Chứ chính nghĩa không ai làm như vậy á. Chính nghĩa không ai mà đi moi móc hoàn cảnh như vậy, đúng chị? Dạ. Thế thôi chị, em xuống dưới rồi, bây giờ em chỉ đi vòng vòng hàng xóm em hỏi có đúng sự thật vậy không. Thế không vậy thì em lại rằng quỹ ban á, em lại đẳng em hỏi luôn người ta, chứ em đi chùm xóm làm chi. Chùm xóm thì ví dụ như có người hỏi hàng xóm thì không có đúng được. Dạ. Tại vì có người mến, yêu thương hoàn cảnh đó thì được. Nhưng dạ, có người mà ghét hoàn cảnh đó, người ta sẽ nói theo một khía cạnh khác. Đúng không chị? Dạ. Ví dụ như chị đi, chị sống gần em nhưng chị ghét em, không lẽ chị nói tốt về em. Và em đi, em sống gần chị mà không lẽ hai chị với em ghét nhau mà em lại nói tốt về chị, đúng dạ, không? Dạ thì vậy đó. Dạ. Để chị mới nói là sẵn, ví dụ em muốn xác minh trên đúng hay không thì em đợi ngành chính quyền á. Dạ. Để cho chính quyền người ta cũng biết nữa, em cứ lợi đẳng này cái nó không nói gì nữa. Dạ. Hiện tại thì Đồng đang ở nhà bà ngoại quý cô chú chị, một ngôi nhà thì rất là nhỏ luôn. Ngôi nhà này thì cũng nhỏ và cũng nhiều người cậu sống đây à chị? Dạ. Hai cậu. Dạ. Thì sáng đây thì dì có gửi lời gì đến cho hai thanh niên đó không dì? Hai bữa hổm là chị cũng nói ngay mặt hai em á, hai em muốn làm việc tốt á thì hai em đi giúp đỡ những hoàn cảnh nó khó khăn như thầy Đồng đi giúp vậy đó, chứ hai em đừng có phá kênh của thầy Đồng nữa. Rồi. Vì khi mà hai chú đó muốn phá hoại hoàn cảnh con để ông bà không có giúp cho con nữa thì con có buồn không? Dạ con có buồn, tại vì hai chú đó thì cũng lớn rồi, thì nếu như mà mình muốn làm việc tốt á thì mình kiếm mấy cái hoàn cảnh nào khó khăn thì mình làm, chứ con thấy thầy Đồng là giúp đỡ cho những người nghèo vậy là tốt rồi. Cái này là con tự nói hay thầy hướng dẫn cho con? Dạ cái này là con tự nói. Dạ, không biết thì hai em mà khi nghe được một em bé mà mới học lớp 6 mà gửi lời cho hai em những lời vậy thì không biết có thẹn với lòng mình hay không? Hai không biết là hai em có đủ nhận thức, có bằng một em bé hay không mà đi làm những việc như vậy. Trước giờ thì anh không nói rồi nhưng mà hôm nay anh phải nói. Hai em muốn sao anh cũng chịu hết á, muốn ra chính quyền, muốn ra pháp luật thì anh ra hết. Hiện tại thì Đồng đã lấy cái bằng chứng ở chỗ bà ngoại với gì á. Hai em đó giả mạo kênh của Đồng, giống như giả mạo thì có phải có mục đích mới giả mạo. Giả mạo để lừa gạt hay là gì đó thì Đồng đã gửi hình ảnh cho hai em cho chính quyền địa phương ở nơi đây và nhờ địa phương, Đồng sẽ làm một cái tờ đơn gì đó gửi cho địa phương là xác nhận hai em này xuống địa phương của chỗ bà ngoại mạo danh kênh Đồng để lừa đảo. Chỉ có vậy thôi. Đúng không bà ngoại? Đúng. Mai mốt là bà ngoại ai tới nói kênh con là không có nha. Con là khi đâu đi con cũng đi tìm hiểu là mình con đi không. Thực tế con đi để con xác minh đó hoàn cảnh đó như thế nào. Chị cũng dặn mẹ rồi, chị nói là ông kênh của thầy Đồng là tự thầy Đồng đi chứ thầy Đồng không có sai ai hết á. Lại đi cho 4-5 giờ không? Đi cho 4-5 giờ là cũng đi rồi mà nó vô nó cứ biểu mình nói là mà điều mình cũng có tâm nó y vậy. Nói gì hơn mà tên thầy Đồng mà cũng nói y vậy thôi chứ không ngoài ra không nói gì khác hơn. Dạ. Yeah. Thì quý cô chú anh chị, quý bà con khó khăn thì hiện tại thì Đồng chỉ có một kênh duy nhất là kênh Thầy Giáo Đồng. Và khi Đồng đi xác minh hoàn cảnh nào thì Đồng cũng tự đi hết, Đồng không có nhờ bất cứ một thành viên nào hết. Nên Đồng nói lên đây để đề phòng sự giả mạo, lừa gạt, không biết vì mục đích gì. Mục đích thì có nhiều mục đích khác nhau, có thể là hãm hại Đồng, thì có thể là moi móc, bêu xấu hoàn cảnh, có thể là lừa gạt tiền bạc. Thì có rất là nhiều mục đích khác nhau. Do vậy thì Đồng khẳng định một lần nữa là Đồng đi đâu thì Đồng cũng tìm hiểu hoàn cảnh và thông qua chính quyền địa phương. Trước khi mà bắt đầu bắt tay vào giúp đỡ hoàn cảnh thì Đồng cũng thông qua chính quyền địa phương. Ở địa phương của bé Vi cũng vậy, Đồng có xin số điện thoại của chỗ dì Sáu và đã liên hệ địa phương. Và địa phương cũng gửi lời cảm ơn tới quý nhà hảo tâm. Khi mà xây dựng nhà xong thì địa phương sẽ có nhiều lời trao đổi hơn. Vi thì đi với thầy một xíu đi coi Vi. Để cho ông bà cô bác biết được cái chỗ mà con bán vé số đây. Là bình thường là Vi sẽ bán vé số chỗ nào? Dạ bán vé số là ở cái tủ này. Đây. Cái tủ này bị vỡ kính này là do sao Vi? Dạ cái này vỡ kính á, là lúc mà xin về á, là lúc đó cũng bị vỡ rồi nên là dán lại cái bị xô nên là nó bị ai xô ai xô? Cậu con xô là. À đây có bằng chứng đây này, không phải nói có đây quý cô chú anh chị này. Đây. Vé giò bên này. Đây.
Là miếng dán này do là khi đó bị xô không cho bán nữa, nó bể ra dán lại đúng không? Dạ. À đó. Cái nào nói là phải có bằng chứng quý cô chú anh chị. Đây là cái tủ bé hay bán vé số này. Một ngày bé sẽ đi học, một buổi bé đi học, một buổi sẽ bán vé số. Nhưng mà hiện tại thì có một người anh ở Mỹ, đúng không? Là dạ. Nói con là không cần bán vé số nữa, ở nhà lo học tốt đúng không? Dạ. Một tháng hoặc một tuần thì chú đó sẽ gửi tiền cho con đúng không? Dạ. Đó, rất là mừng luôn. Nè, bể hết nè. Cái đâu phải không bể đâu. Nói cái gì cũng có bằng chứng bà ngoại hết. Chứ đâu phải nói không, nói có. Nếu mà mình nói không có thì chắc người cậu tìm đến con xé xác con luôn rồi. Đúng không? Chứ mình nói không đúng sự thật á. Đúng rồi, mình nói có, mình mới nói chứ. Dạ. Đó, quý cô chú chị, hôm nay thì bà ngoại cứ ngồi đi. Đây, thì bên này là hình ảnh ông ngoại, thì hồi nãy Đồng có chia sẻ rồi. Rồi ngồi xuống đi con. Đó, hồi nãy thì đến giờ thì Đồng trò chuyện với bà ngoại để biết được cái câu chuyện hai thanh niên giả mạo kênh YouTube Thầy Giáo Đồng xuống đây. Và em để ý những hoàn cảnh nào mà hai em đó đi moi móc cũng đi chạng vạng tối không? Dạ. Không dám đi ban ngày. Hồi ra chị là 5 giờ mấy tối rồi. Dạ. Ra ngoài là phải cỡ 5 giờ 40 rồi đó. À. Tối trời mờ tối. Hoàn cảnh của bé Hiền cũng vậy. Bé Hiền mà em xây nhà mà cha mẹ mất á. Dạ. Vô moi móc cũng moi móc là 5 giờ mấy. Nó ở đâu mà đi tối dữ vậy không biết? Em không biết nữa, có thể là đi tối vậy là ít người chú ý. Dạ, và khi vậy. Đó thì chính quyền địa phương hết giờ làm việc rồi. Dạ, chắc vậy rồi. Chửi vô mặt luôn. Tại sao mà bà ngoại? Gặp lại có trò chuyện nữa không? Không trò chuyện. Mà phải chửi mấy chú lường gạt, mấy chú phải là khỏi nhà tôi chứ mấy chú đừng ở đây tôi không có gì trơn, đừng lường gạt. Mấy chú đừng phá hoại ai hết rồi. Sáng đây thì Đồng cũng cảnh báo cho những hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền Tây. Thì khi gặp hai em này thì né xa ra quý cô chú chị. Không có giúp được gì cho ai hết á, chỉ moi móc thôi. Mà khi moi móc như vậy thì không những không giúp được cho hoàn cảnh mà còn hại hoàn cảnh nữa. Có thể hoàn cảnh đó đang xây dở dang căn nhà mà khi moi móc ra vậy thì làm cho cái vấn đề nó rối loạn, nó dang dở thì lại không có căn nhà cho những hoàn cảnh. Ví dụ như tương lai của bé Vi này, rồi là những hoàn cảnh sống gầm cầu, nghĩa địa, nếu mà không xây nhà thì nếu mà đưa mấy chục triệu xài cũng hết đúng chị? Dạ. Yeah. Chị công nhận không? Dạ. Yeah, thời điểm em tới đầu bé Vi là được có, hình như được có mấy chục triệu à. Khi đó mà em trao luôn thì làm sao giờ mà có tiền mà cất nhà được? Dạ. Yeah. Là muôn đời muôn kiếp hai mẹ con vẫn ở chuồng gà thôi. Yeah. Nghĩa là bên em với Quý Nhà Hảo Tâm là giúp cho tương lai xa, nghĩa là phải thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai cho những em bé này này, mầm non đất nước này. Ví dụ như sống ở chuồng gà như vậy thì suốt đời cứ sống chuồng gà. Biết thì nào mới cất được lên cái chòi mà ngon ngon ở, không được. Dạ. Không đủ tiền. Nếu mà dì Sáu đi, cho dì Sáu lựa chọn giữa khi mà lần đầu tiên em ghé thăm, em trao số tiền để xài, với lại mình dành dùm lại mình mua đất xây nhà, thì dì Sáu sẽ chọn cái nào? Dạ, xây nhà thầy, mình có chở che nắng che mưa rồi bão gió rồi. Dữ đúng lắm. Rồi, an cư mới là lập nghiệp đúng chị? Dạ. Chỗ ăn chỗ ngủ mà không nên thì làm sao mà làm được những công việc tiếp theo? Sức khỏe không có thì sao làm đúng chị? Dạ. Ví dụ như mẹ bé Vi đi, nếu mà không có chỗ ở, cứ ở chuồng gà miết rồi sao bệnh khỏi được? Rồi khao bệnh khỏi thì sao lo cho Vi? Dạ. Ví dụ như có cái nhà như vậy thì tinh thần nó lạc quan lên, tốt lên, thì cái bệnh phần trăm thuốc cũng quan trọng, một phần trăm tinh thần nó cũng quan trọng lắm. Có tinh thần lạc quan lên thì nó khỏi hết. Thế mà nó vui mà cũng ít giật lại nữa kìa. Bởi... thường thường mấy ngày giật một ngày, còn giờ đó thì 10 ngày nó mới giật một ngày. Nó vui trong người rồi nó không có lo á, không có lo rầu á. Khi mẹ con mà nghe tin mà hai chú đó xuống phá hoại vậy, mẹ con có buồn không? Dạ mẹ con cũng rầu, sợ buồn, kiểu như là mẹ con bị bệnh, mẹ con cũng kiểu như là hay quên, là cũng nhắc bà ngoại, sợ bà ngoại nói ra rồi kiểu như đăng lên rồi mấy ông bà cô bác hiểu lầm thầy Đồng rồi, kỳ quá. Không sao, mình cứ có sao mình nói vậy đúng chị? Dạ. Thôi thì hôm nay thì Đồng cũng tới đây để xác minh câu chuyện mà hôm qua Đồng nghe được cuộc gọi thì rất là sợ và rất là bức xúc quý cô chú anh chị. Thì hai em này thì bữa giờ làm rất là nhiều rồi nhưng mà Đồng không nói, nhưng mà hôm nay giả danh Đồng, mạo danh Đồng thì Đồng mới đứng ra nói thôi. Thì vì công việc của hai em thì
rất là nhiều hoàn cảnh đang chờ hai em giúp đỡ. Nếu hai em muốn quay hoàn cảnh em chính nghĩa giúp đỡ, hai em mà không có hoàn cảnh á, mà chưa được ai tin tưởng á, hai em gọi cho anh, rồi anh cho nhiều hoàn cảnh để quay. Tại vì anh nhận được rất là nhiều hoàn cảnh mà anh chưa có đi kịp á, anh có ghi chép cho sổ. Hai em mà cần hoàn cảnh nào thì cứ gọi cho anh, rồi anh chia sẻ cho hai em đó, tới đó hai em quay. Tại chắc là hai em chưa làm như vậy, chưa hoàn cảnh nào tin tưởng mà chưa ai gọi hai em hết á, nên hai em phải đi làm những cái việc như vậy. Việc này mà đồng mà nói, thực sự nói mà nặng xíu là một việc cực kỳ dơ bẩn, không có đạo đức. Hôm nay thì đồng nói thẳng vậy luôn á. Dạ, thì cuối lời thì Vi gửi lời gì đến ông bà cô bác con? Dạ, con chúc ông bà, ông bác, chúc bà, ông bà, cô bác sống thật, sống lâu trăm tuổi, là tiền vô như nước, là gia đình thật là mạnh khỏe. Dạ. Rồi chị gửi lời gì đến ông bà cô bác? Gửi lời với ông bà cô bác là ông thầy Đồng thì ông rất là đàng hoàng, ông lo tận tâm cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Còn hai cái người đó là nó đi phá mà nó nói xấu thầy Đồng lắm, nên là ông bà cô bác cứ tin tưởng thầy Đồng mà giúp đỡ cho thầy Đồng để còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác có được mái ấm gia đình. Dạ, cảm ơn bà. Sáng tiện đây thì cũng có chia sẻ là em, mấy em bên đó kiểu nói là em muốn xây nhà để ăn vật tư, mà vật tư thì chị có thể chia sẻ là sao? Chủ vật tư có giao trực tiếp cho chị có nhận hóa đơn đầy hóa đủ? Hóa đơn, dạ có. Nhận hóa đơn xong rồi mới chuyển cho thầy Đồng, là thầy Đồng chuyển tiền lại cho chủ vật tư. Dạ, là cái giá đó thì là khi đó thì có chính quyền ở đó, chính quyền cái chú kia nhờ chú vật tư. Dạ dạ. Mình báo giá xuống, báo giá thì khi đó thì chị cũng ở đó. Dạ. Và sau này thì chị nắm giá rồi thì chị nhờ Đồng với chồng của chị á, chị Đồng nhờ chị với chồng của chị là kiểm tra vật tư với xem hóa đơn, thì Đồng sẽ chuyển tiền bên kia. Đồng không liên quan đến việc mua gì hết á. Công sức Đồng bỏ ra, Đồng đi quay thì YouTube trả lương cho Đồng, là Đồng cảm ơn quý cô chú anh chị, cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Đồng sức khỏe, Đồng đi quay được như vậy và được ông bà cô bác yêu thương, thì Đồng mới có những cái đồng lương YouTube, thì Đồng hưởng lương của Đồng thôi. Còn những hoàn cảnh mà gửi 10.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 thì Đồng trao cho hết hoàn cảnh luôn. Thậm chí có những hoàn cảnh mà gửi tiền nước cho Đồng, Đồng cũng từ chối nhận. Đồng nói thôi, để lo cho cuộc sống của các em, em có lương YouTube rồi. Mà về quê thì ví dụ như những hoàn cảnh có cái gì mời Đồng ăn, có sẵn thì Đồng ăn. Ví dụ như trái cam, trái quýt, trái dừa, hoặc là những cái bữa cơm đạm bạc thì Đồng không ngại hết, ăn chung với gia đình họ chị này. Bữa hôm sinh nhật bé Vi vẫn ngồi ăn với mọi người bình thường chứ đâu có phải thầy, là... Thầy Đồng cũng rất là hòa đồng với bà con luôn. Dạ, thì thôi nói câu chuyện vậy thì chắc quý ông bà cô bác cũng hiểu rồi. Thì bà con ở các vùng miền thì cẩn thận hai em này. Hai em này thì không có giúp được gì cho bà con đâu. Sau lưng hai em này là có một cái chú đó, thì Đồng không biết là chú đó là ở đâu, nhưng mà chú đó Đồng khẳng định là cũng không có tốt đẹp gì đâu. Nếu mà tốt đẹp á, chú mà một mạnh thường quân á, thì chú giúp đỡ, hướng dẫn hai em đó đi tìm những hoàn cảnh chú giúp đỡ. Chứ chú cứ moi móc cái những hoàn cảnh nào mà Đồng quay mà sau khi xác minh mà không đúng sự thật thì Đồng ngưng giúp đỡ thôi, đúng chị? Chứ làm sao mà số tiền mồ hôi công sức của quý nhà hảo tâm cũng là tiền mồ hôi công sức mà Đồng lại trao cho những hoàn cảnh lừa dối, thì như vậy thì nó không còn ý nghĩa nữa. Thì chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và gia đình chào ông bà cô bác.